Ngày 3 tháng 11, Thượng tá bác sĩ Vũ Đình Ân, Phó chủ nhiệm khoa hồi sức tích cực, kiêm Phó giám đốc Trung tâm điều trị COVID-19, Bệnh viện Quân y 175 cho biết 5 ngày qua, lượng bệnh nhân tại đây liên tục tăng. Theo bác sĩ Ân, lượng F0 này đến từ hai nguồn. Thứ nhất là bệnh nhân cũ được chuyển đến từ các bệnh viện dã chiến đang giải thể số 2, 5, 9. Bệnh viện chuyển đổi công năng về ban đầu, không còn điều trị COVID-19 như Gò Vấp, quận 12, Hóc Môn, Hồng Đức, hoặc bệnh nhân nặng được chuyển đến từ các bệnh viện tuyến dưới, chỉ khoảng 4 đến 5 ca mỗi ngày. Nguồn thứ hai chiếm đa số là F0 mới được phát hiện tại cộng đồng như các chùm ca gia đình, doanh nghiệp, công ty. Tại họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng chống COVID-19 ngày 1 tháng 11, Chánh văn phòng Sở Y tế Nguyễn Thị Huỳnh Mai nhận định số F0 nhập viện giảm mỗi ngày nhưng vẫn cao hơn so với số ca xuất viện. Về nguyên nhân F0 liên tục tăng, bà Mai cũng chỉ ra nguyên nhân tương tự như bác sĩ Ân. Về vấn đề này, bác sĩ Trương Hữu Khanh, cố vấn khoa nhiễm thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, số F0 tăng nhẹ và nhập viện trong thời điểm này phản ánh đúng thực tế sau khi Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 diện rộng và mở cửa trở lại.